Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo miền Bắc chiều nay trời nắng nhiều, nhiệt độ tăng, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông về chiều tối. Cùng quan sát trên bản đồ dự báo mưa chiều tối nay thì quý vị cũng sẽ có thể thấy những điểm màu xanh đậm tương ứng với lượng mưa trên 25mm sẽ tập trung ở Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và Tây Ninh. Trong cơn dông có khả năng đi kèm với lốc sét nguy hiểm. Ngoài ra, mưa to cục bộ có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Tây Nguyên. Còn từ giờ đến khoảng 3 giờ chiều, trời chủ đạo sẽ là nắng. Ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa, nhiệt độ vừa phải từ 30 đến 31 độ. Lùi xuống thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác khu vực Nam Bộ, nóng hơn từ 31 đến 34 độ. Ngược lên Bắc Bộ, trưa chiều nay trời cũng nắng nhiều. Nhiệt độ chiều nay sẽ tăng khoảng từ 1 cho tới 2 độ so với chiều ngày hôm qua. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Việt Trì, Hòa Bình và Sơn La sẽ trong khoảng 32 đến 34 độ. Chỉ riêng có Điện Biên Phủ, do là trời nhiều mây, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ. Khu vực Trung Bộ cũng đang trong xu hướng tăng nhiệt. Trưa chiều nay trời nắng nhiều và nóng. Một số điểm có nắng nóng như là Quy Nhơn và Tuy Hòa, 35 đến 36 độ. Còn lại các thành phố từ Thanh Hóa đến Phan Thiết trong khoảng 32 đến 34 độ. Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết đều tốt. Chiều nay trời có nắng và tầm nhìn xa ở đây trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.